Hello, xin chào mọi người nhá. Thì clip này mình sẽ làm với khẩu Team P. Đù, các bạn đợi tí, mình chỉnh lại cái chỗ điều khiển á. Đấy, vào đây mình bắn sniper này, chỉnh lại cái loot vũ khí lục với cận chiến. À, mình mới khui ra được cái băng đạn Dubai thứ 3 ở quà cuối tuần. Chán quá, kiểu như ăn ở tốt trời thương hay sao ấy. Nên cứ gọi là quay nhiệt tình thôi. Khẩu Team P này nó lên tới hơn 1.000 viên cơ. Nói chung là bắn cả trận rũi bừa. Cho nên mình chỉ có thể là dưới đạn thôi, chứ không được gọi là bắn nữa rồi, sao cho hết đạn là được. Kéo nó thử thách mình đề ra ấy. Đây, vào những cái phòng chưa gì đông rôm như này phê lắm. Cứ thế mà dã thôi. Ando, bạn đi trước ấy. Bạn thấy cái khẩu Team P bên đây định đẹp định cướp à? Làm gì hổ báo thế? Cầu này nó rất là nhẹ, ông mang vào dòng MG. Nên là cứ gọi là chạy tung rời lên, bung lụa thoải mái. Không sao, đấy cho quả choáng lên mà cào vào nó đi. Kiếm cho nào quan sát tình hình đứng nó mới sướng được. Ô đùa nhau, sao có bố săn mình hết này. Rơi hết. Đây không phải là chỗ cho các bạn chơi bời đâu. Đây lời người ta nắm ăn đấy, thì đồ mới ngon chứ. Mỗi mình. Ở đây rồi. Này thì cho có bom này. Ngon, có bom nó làm con này chạy chậm lại. Quá phê. Đình công bệnh có tờ lên luôn chứ. Úi giời ơi. Rồi. Bọn này vào đây. Vào đây. Vả này. Nhào vô. Tiếp bắn. Nhào vô. Úi giời ơi. Muti. Ô dê. Úi giời ơi. Kẹt luôn chỗ đấy. Chém bừa vẫn chết mấy con nữa chứ. Ai ta đấy. Cái gấu TP bước này nó ra rất lâu rồi. Nhưng mà được mọi người lựa chọn rất là nhiều. Bởi vì kiểu như cảm giác nó bắn nó đạp tay rất là nhiều ấy. Mình thích. Mình thích cái khẩu súng như vậy. Hôm nay mình ghét cái set này nó hơi lởm một tí. Nó có 56kg thôi. X-Mart rồi Immortal rồi Birthday. Nói chung là cứ cái gì nó có màu đỏ là mình cho thành set thôi. Đẹp là được. Tơ cáo đấy tơ ơi. Ở đây 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 cứ từ từ cho bạn tơ bạn đi. Bạn ấy là liếm hết trên bình ra. Ngon. Ok bắt đầu chiến thôi. Đông zoom như này là phê loại. Này thì mày chết. Riêng bắn như khẩu này chạy đằng sau ấy, con nào mà nó không để ý zip vào đầu ấy chết, không hiểu tại sao mà chết cơ. Đam thì rất là nhanh. Cái chức năng làm đi tên tuổi rồi, khẩu này là bắn slow motion, làm chậm, kích không tỏ. Kiểu như bắn dính bẫy chuột đi. Dính lắm. Mày chết luôn này. Úi giời ơi, không ăn được double kill. Phí thế. Rồi, 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 lùi lại thay đạn đấy. Rồi, bạn cứ bắn thì mình lên đây mình té. Đứng dưới của bạn nguy hiểm lắm. Không biết được nào một lần đâu. Quay nó hồi sinh áo rượu lắm. Peter đảo như răng lạc. Nhưng mà anh vẫn ăn đạn kèm vào đầu thôi. Trên luồn này lại hero ngon thế nhỉ. Đùa mình có số hero số hưởng rồi. Cái bố bay như nhảy lầu ấy, chắc là mới vỡ lợ. Này thì có con nào đuổi không? Những con rôm non chạy chậm này bắn con này rất là thích nhá. Cứ đang cảm thấy phê. Ôi trời ơi, đam lên thích thế. Một bình hero nhớ lại thời vàng son. Ôi cái đi công mạnh lắm á. Bắn đây mà lại mít, ngu người. À đù, thanh niên này tưởng trên lâm sàng, tiên này tỉnh. Ôi. Ôi giời ơi, sao nó chạy nhanh thế nhỉ? Ta nhìn thấy nó chạy ở trên rồi, mình định bay chạy về cái chỗ góc nhà đấy cơ. Hút được đao nào hay đao đấy. Nó cầm cái bồ cào vả kinh quá. Lát hết mặt rồi. Mà cái xét súng này rất là đẹp. Một khi đã vào tay ai với cái lượng đạn này nữa là bạn bắn zombie không muốn bắn súng khác luôn. Cầm tét la thủ dâm cũng không thể sướng bằng những khẩu này được. Nông lắm thì mình không bắn. Bắn nhiều các bạn thì bảo chữ suốt ngày bắn Team P thôi. Khổ lắm. Vâng, thanh niên tia trước đang bị ăn hôi hội đồng. Vâng, cái 9.000 máu. Anh chết luôn, không kịp ngáp. Quá khổ thân. Vợ con anh ở nhà thế nào? Cao đi. Ý, này cào sượt nữa tao không chịu mày. Người ta đã tạo điều kiện cho tán gái rồi. Thế mà toàn trồng gốc cây si thôi. Không dám làm gì hết. Thanh niên chán quá. Mình cứ thích giữ đông rồi mà bắn mới sướng. Các bố đứng chặn đường này có tơ lên một phát là chết cả lũ xem.
Hay quá. Úi giời ơi, một pha cắt mặt thần thánh. Hay quá, lại đông số 3 rồi. Ừ, những cái điệu nhảy tango lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy. Đùa nhau như con tơ này kết mình hay sao ấy. Bạn ơi, cái khẩu súng này nó không bán đâu. Cậu giết mình thì nó cũng không rơi ra đâu mà nhặt nhá. Spoiler. Khiếp quá. Này mày đuổi này. Chạy như này bố dùng chả đuổi được. Đừng nói là con tơ này. Sang đây chết luôn. Chỉ bắn thì đoán bắn nhây nhây nhừ nhừ là mình lại lùi. Chết luôn, cẩn thận ở sau đấy. Đấy, nó lên trên cả bọn hết bọn thủ dân như kia kìa. Để cho những cái thằng đi săn nó làm hero phải sướng không? Ngon ngon tỏa rung non. Em xin combo. Thanh niên lại hồi sinh. Ăn đồ tinh công mạnh của tơ này. Sao mình đi đâu mình không nhìn thấy nó này. Cứ như hình với bóng rồi. Úi giời ơi. Con này yếu rồi, con này yếu rồi. Úi giời ơi. Này, này thì mày ăn tao này, mày quá mất giáp thôi. Thanh niên đứng hóng vãi trường, bắn gần hết đạn rồi. À sao đấy? Đúng rồi. Mày nhảy. Mày nhìn có bom sợ không dám vào, đáng lòng. Rồi rút luôn. Ý, ý, lục của mình cũng 200 viên đấy. Ôi ôi, phê thật đấy. 137 kill rồi. Cái thằng tư hồi nãy là cái thằng top. Chắc là nó sợ cướp top, chỉ săn mình rồi. Đéo thế không biết. Công nhận hôm nay bắn cái khẩu này số hưởng vãi nha. Chạy toàn linh tay tinh bọn nó thằng dôn non đuổi rồi, thích thật đấy. Chắc là hôm nay chơi con Venus. Các bạn ăn nhầm đợt VIP nhiều rồi chán. Chán cơm thèm phở không thèm đuổi. Bóng khói kỳ không cái phòng này. Ở thanh niên này đơ luôn này, chắc là đứt mạng rồi. Chắc là đang chơi game bị đứt dây mạng. Con y tá rất là ảo nhá. Nhìn khó thế. Giết luôn con y tá đi. Ui trời ơi. Khiếp hồn. Anh tơ ơi, anh bảo kê người đẹp kinh thế. Người ta có bắn con y tá một tí thôi. Ra đuổi. Cố sống cố chết. Rồi mày lên đây cho lên lớp thang đi thi đường luôn này. 1, 2, 1, 2, 3, 5. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Phê thế đàn lên chất thật. Tôi đang nhớ lại tuổi thanh xuân. Tuổi tôi cầm TMP đi quẩy khắp phòng. Ôi giời ơi, nó mất giáp tôi rồi. Con khốn nạn, mày chết đi. Ăn luôn headshot. Cái giá ăn giáp của mình nó đắng lắm, chát. Kính nhất mấy thằng hồi sinh rồi. Mày chết. Úi giời ơi. Mấy bố toàn cắt mặt thần thánh thôi. Bây giờ em phải làm sao? Chạy vào cái bom của tao đây. Không được TQ nào. Bọn này nó nhìn bom sợ lé hết rồi. Ngon. Cái S này hero. Cái S này có tơ này. Úi giời ơi. Thôi thôi thôi. Tao xin. Mình xin các bạn tích phúc cho con cháu đi. Giết người là kinh lắm. Toàn bọn gấu nguyên con thôi. Đuổi không lẽ lang bố con nào hết. Này thì bọn mày ăn choáng này. Bọn này mù mắt rồi. Có thằng kia đứng thủ dâm ở sông. Y tá đều thế. Toàn thấy cào đi săn thôi. À đồ lại định ra nó la liếm mình luôn chứ. Rồi. Vào đây. Vào đây. Ui. Cố sống cố chết chém con y tá. Lóa hết cả mắt. Tao chắc nhìn cái gì. Ủa thế. Rồi thanh niên này vẫn còn sống. Vâng, cảm ơn anh đã mang niềm vinh dự và cho dòng dõi hero của chúng mình. Phê thế. Cứ có hero sống là mình cũng được lan liếm tí ăn hôi rồi. Rồi. Quẩy lên anh em ơi. Nhảy những khẩu nhẹ này rất là thích nhá. Cái gì cũng nhảy được. Lục đến cận chiến rồi đến bom. Xét súng nhẹ không tưởng. À đù, mất giáp chứ. Một pha ăn tham ngu người. Hai nó gờ đến chạy nhanh thật. Khiếp hồn. Cũng biết bố mẹ nó ăn cái gì để thằng con chạy nhanh thế. À, ui giời ơi, thanh niên tham ăn. Chí thế bàn kiều cha đi này sau cái gì.
Thằng tên trước mày, mày định ăn tao à? Đằng sau kìa, ao đua đua sao mấy thanh niên thì nghi vấn hết à? Ao sạch đi, đang bán hay. Giời ơi, tơ tay dài bắn xét lên nhìn ghê vãi. Bạn làm mình hốt, mình cứ bị sợ ơi. Ôi té rồi, mà ra rồi không có báo được. Bây giờ nó cứ về trốn cái chỗ nào kỹ kỹ đi, bạn đỡ nhìn. Rồi, hay lắm. Ở sau kìa, xanh nè. Khiếp quá, con sâu gió nào đáp có bom thì khẩu này nó bay xa đừng hỏi. Mày này. Ôi giời ơi, đông thế. Ui giời, chưa chết được rồi, thú sự chỉ huy của chúng nó rồi. Không sao, toàn dùng nó vẫn chạy được, chạy tốt. Mày chết này, cám nợ một từ, mày định ra giấy máu ăn phần à? Mày mà khẩu này đạn nhiều ấy, không là mình đi viện rồi đấy. Mày ăn bom đi con tư, bay xác nhấp nháy rồi, đẹp đấy. Mày ở sinh đây ngay, mày không biết số gì đó thế. Không chặn sau này, bọn mày vào đây, vào đây. Mình chém như thế rồi mà vẫn không thể ngăn được cái định mệnh. Tốt rồi, bắn phê vãi kêu lên đừng hỏi. Bạn là có biết bắn khẩu này 17 trận rồi, biết bây giờ mình còn được bao nhiêu kill nữa. Ngày xưa toàn bán những trận 500-600 kill đua lên rồi đăng clip cho mọi người xem thôi. Trận này bình luận rất là mệt, cái cả nó bắn nó cảm xúc nó phải dâng trào. Phê lắm. Bắn những cái phòng zoom đông như này bắn rất là thích. Đình mệnh nó đưa một con zoom ao kìa. Đùa nhau, các bạn chơi đéo thế. Thôi có lẽ mình cũng dừng clip ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Các bạn nhớ nhấn like và comment nếu ý kiến của mình nha. Tạm biệt mọi người.